Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới Nhất. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức chính có ngay sau đây. Cảnh báo mưa lũ trên nhiều sông lớn ở Trung Quốc, đập Tam Hiệp có thành công trong kiểm soát lũ, đập Tam Hiệp vẫn vững và chịu sức ép của trận hồng thủy thứ 3. Cổ trấn 3.000 năm tuổi ở Trung Quốc bị lũ bổ vây. Thưa quý vị và các bạn, đó là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ sẽ là phần thông tin chi tiết. Theo dự báo, một số nơi thuộc vùng Giang Nam, sông Hoài và sông Hoàng Hà ở Trung Quốc xảy ra mưa vừa và mưa lớn đến hết tháng. Đến nay, Trung Quốc đã có 18 ngày liên tiếp duy trì mức cảnh báo phòng lũ cấp 2, tức mức nghiêm trọng trên sông Trường Giang và sông Hoài. Hiện nước ở các sông hồ Trung Quốc đã rút dần. Song mực nước vẫn ở mức cao, một số nơi liên tục vượt mức báo động, thậm chí vượt mức an toàn. Lũ số 3 trên sông Trường Giang đang di chuyển xuống vùng Trung Hạ Lưu, cũng làm cho mực nước ở đây dâng cao. Mực nước tại các trạm thủy lợi trên dòng chính ở khu vực Trung Hạ Lưu sông Trường Giang như Thành Lăng Cơ, Liên Hoa Đường tiếp tục vượt mức an toàn. Đoạn sông từ Giám Lợi đến Đại Thông liên tục 2-3 ngày vượt mức báo động. Mực nước trên đoạn sông chính từ Đập Phương Gia đến Hu Ji trên Trung Lưu sông Hoài đã 13 ngày liên tiếp vượt mức báo động, Thái Hồ là 32 ngày. Theo ông Trương Gia Đoàn, quan chức Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, do hệ thống đê điều và hồ đập phải quâm nước trong thời gian dài, nguy cơ sụt lún vỡ đê là rất lớn, đặc biệt là tỉnh An Huy cùng lúc phải gánh chịu lũ của miền Nam và miền Bắc, nên tình hình phòng chống lũ ở nước này vẫn hết sức nghiêm trọng. Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định tiếp tục duy trì mức hưởng ứng khẩn cấp phòng lũ cấp 2, tức mức nghiêm trọng tại khu vực sông Trường Giang và sông Hoài. Trong ngày mai, đây là ngày thứ 18 liên tiếp Trung Quốc phải giữ mức cảnh báo phòng lũ trên cả hai con sông Trường Giang và sông Hoài. Những tranh cãi xung quanh đập thủy điện lớn nhất thế giới chưa bao giờ biến mất trong hơn 2 thập kỷ sau khi nó chặn sông Trường Giang, dòng sông dài nhất châu Á vào tháng 11 năm 1997, đặc biệt là vào mùa mưa lũ năm nay, khi mưa lớn và lũ lụt liên tiếp đã lan rộng các tỉnh Hạ Lưu bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô, cho thấy sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt. Theo phân tích từ các chuyên gia, mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Trường Giang rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn đã được dự định trong quá trình thiết kế đập. Phan Xiao, kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc cho biết, dựa trên tính toán của mình, con đập chỉ giữ lại 9% nước lũ trên sông Dương Tử trong năm nay. Ông lập luận rằng có thể tạm thời ngăn lũ ở thượng nguồn nhưng có ít tác dụng với lũ lụt từ những cơn mưa lớn ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Ông cũng cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng nó đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình. Mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế, cũng có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể chuyển hướng ưu tiên ra khỏi các dự án thủy điện. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phê duyệt 3 dự án trong năm nay để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân hoặc mở rộng năng lực sản xuất hiện có, nhưng không có đập mới hoặc có kế hoạch thủy điện trên các con sông lớn được công bố. Truyền thông Trung Quốc vừa đưa ra khẳng định rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra khi trận hồng thủy thứ 3 trên sông Trường Giang đã đi qua đập Tam Hiệp vào hôm thứ Tư vừa qua. Nhà điều hành đập Tam Hiệp cho biết kể từ ngày thứ hai, con đập cao 185 mét đã giữ lại hơn 1/3 lượng nước lũ trên thượng nguồn sông Dương Tử. Vào lúc cao điểm trong ngày thứ ba, dòng chảy do mưa lớn ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh đổ vào đập với tốc độ 60.000 mét khối mỗi giây và được xả ra ở mức 38.000 mét khối mỗi giây. Tân Hoa Xã cho biết không có trận lụt nghiêm trọng nào được báo cáo trên khắp các thành phố lớn, bao gồm Vũ Hán, phía đông đập, và con đập đã giảm nhẹ mối đe dọa lũ lụt. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã dự báo đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Nam sắp kết thúc. Nhà khí tượng học cao cấp Yang Yuyuan nhận định, điều tồi tệ nhất của mùa mưa kể từ tháng trước gây ngập lụt nhiều vùng, bao gồm lưu vực sông Dương Tử có thể sớm kết thúc. Vào tuần trước, Tân Hoa Xã chính thức cho biết một phần kết cấu của đập Tam Hiệp bị vênh nhẹ do áp lực từ nước dâng. Tiết lộ của Tân Hoa Xã làm dấy lại những đồn đoán về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp và việc con đập có thể chịu đựng được áp lực trong bao lâu. Liên quan đến vấn đề này, theo tờ ASEAN Times, dẫn lời một giáo sư giấu tên tại trường quản trị của Đại học Bắc Kinh cho hay, thông thường hiếm khi Tân Hoa Xã thừa nhận đập Tam Hiệp bị biến dạng khi giữ nước lũ để bảo vệ các thành phố hạ lưu như Vũ Hán, nhưng thời điểm lần này là đáng chú ý. Liệu đây có thể là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang thay đổi thái độ đối với đập các dự án thủy điện lớn khác? Đồng thời, vị giáo sư này nói thêm rằng giới chức Trung Quốc hiện nay có thể ít say mê với các dự án siêu đập như đập Tam Hiệp do mưa lớn khiến nước sông Trà cao dâng cao từ hôm Chủ nhật, gây ngập lụt khắp các tuyến phố của thị trấn cổ gần 3.000 năm lịch sử, thuộc thành phố Sao Hồ, tỉnh An Huy của Trung Quốc.
Có những nơi nước ngập sâu tới 2 mét, buộc chính quyền phải sơ tán 14.000 dân. Theo Tân Hoa xã dẫn lời ông Trần, một người dân ở Trá Cao cho hay, nước dâng rất nhanh, đồ gia dụng, xe điện trong nhà chúng tôi không kịp di dời. Trá Cao là thị trấn cổ hơn 3.000 năm lịch sử, cách trung tâm thành phố Sa Hồ, tỉnh An Huy khoảng 90 km. Về phía Tây Bắc, từ thứ 6 tuần trước đến thứ 4 tuần này, lượng mưa rơi xuống Sa Hồ lên tới 236mm mỗi ngày, gây nên cảnh ngập lụt trăm năm mới có tại thành phố. Sở quản lý khắp cấp tỉnh An Huy cảnh báo từ ngày thứ 2 tuần tới, tỉnh tiếp tục hứng chịu mưa lớn, nước sông Trường Giang và các con sông trong tỉnh tiếp tục dâng cao, đe dọa gây vỡ đê. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, đặc biệt tại khu vực miền Trung và miền Nam, song các trận lũ năm nay lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Trận động đất mạnh 5 độ Richter vào lúc 6 giờ theo giờ địa phương tại huyện Vĩnh Thiện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, có tâm chấn ở độ sâu 7.000 mét. Tân Hoa xã đưa tin người dân các huyện lân cận như Tuy Giang, Đại Quan, Trấn Hùng cũng như quận Chiêu Dương của thành phố Chiêu Thông cũng có thể cảm nhận sự ảnh hưởng của trận động đất. Vừa qua, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại huyện Vĩnh Thiện đã khiến hơn 600 người thiệt mạng và phá hủy hoàn toàn 80.000 căn nhà. Những đôi mắt trẻ thơ giữa vùng động đất. Giới chức Trung Quốc xác nhận 398 người đã chết và hơn 1.800 người bị thương vì động đất ở khu vực tây nam đất nước. Trong đó có nhiều nạn nhân là trẻ em. Lực lượng cứu hộ giải cứu một bé trai khỏi đống đổ nát ở quận Lộ Điện, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là khu vực gánh những thiệt hại nặng nề nhất của động đất với gần 300 người tử nạn. Khoảng 1 triệu người dân Trung Quốc chịu ảnh hưởng bởi cơn địa chấn xảy ra lúc 16:30 chiều qua theo giờ Bắc Kinh. China Daily đưa tin một nạn nhân nhí khác được đưa tới bệnh viện ở Lộ Điện. Lực lượng cứu hộ cho biết hơn 12.000 ngôi nhà bị phá hủy, 30.000 ngôi nhà hư hại vì động đất. Giang Hong Chun, 9 tuổi, đang được chữa trị tại bệnh viện. Đường giao thông ở nhiều khu vực bị phá hủy khiến các phương tiện cơ giới khó tiếp cận những vùng chịu ảnh hưởng. Những người thoát chết ở thị xã Long Tuyền, huyện Lộ Điện, tỉnh Vân Nam, hàng chục ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất vì thảm họa. Nhiều thi thể nằm dưới những đống đổ nát sau trận động đất ở Trung Quốc, nhưng ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ và tìm giải thoát những người còn sống. Tân Hoa xã dẫn lời Ma Hao, một sinh viên tình nguyện tham gia cứu hộ hạn động đất ở thị trấn Long Tu Chan, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho biết, nhiều thi thể nằm dưới đống đổ nát nhưng ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là những người sống sót. Thành thật mà nói, chúng tôi cảm thấy rất day dứt vì chẳng có thời gian để ý đến những người chết. Đường phố như bãi chiến trường, thật khủng khiếp, mọi thứ tệ hơn nhiều so với trận động đất cách đây 2 năm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy động đất mạnh như thế. Tất cả mọi thứ tôi thấy chỉ là tàn tích và những đống đổ nát. Căn nhà 2 tầng lạch nhà tôi cũng đang sập vì địa chấn. Malia, một người dân khác kể, Chen Kuyo, quan chức đứng đầu thị trấn Long Tu Chan nói, trận động đất khiến nhiều ngôi nhà, đặc biệt là những công trình cũ và nhà ở của người dân sập và nứt. Nó gây ra quá nhiều thiệt hại và chúng đang tổng hợp dữ liệu về số trường hợp thương vong. Các hoạt động cứu hộ đang diễn ra nhằm tìm kiếm những người mắc kẹt. Trong khi đó, bệnh viện ở huyện Lộ Điện quá tải vì nhiều người bị thương tới đây. Thiếu giường bệnh, nạn nhân phải nằm ở cả hành lang bệnh viện. Đội ngũ bác sĩ và y tá nỗ lực hết sức để cứu chữa họ. Chen Li Hong là một người bị thương vì động đất ở thị trấn Long Tu Chan. Tiếng hét của cô náo động cả bệnh viện, một y tá giúp cô lật cơ thể. Ngôi nhà hàng xóm sập đè trúng Chen, khiến phần eo của cô nát, mẹ chồng là người chăm sóc cô trong bệnh viện. Bà kể, những ngôi nhà đổ sập thùm lúc thật đáng sợ. Tang Chao Joan, một người nhà bệnh nhân khác cho biết, tôi đang thu ớt ở trong nhà khi động đất xảy ra. Tôi chạy kịp ra ngoài, hai người hàng xóm của tôi không may mắn như vậy. Họ bị chôn vùi khi căn nhà sập. Những hình ảnh và thông tin về trận động đất kinh hoàng tràn ngập trên mạng xã hội China của Trung Quốc. Người ta nhìn thấy nhân viên cứu hộ giải cứu những người mắc kẹt trong nhà sập, nhiều người bị thương nằm trên cáng để tới bệnh viện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới nhất. Tin nóng chấn động, thêm một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển 13 thành phố của Trung Quốc. Tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 200 km, nhưng người dân ở đây vẫn thấy rung lắc mạnh. Trận động đất đã làm bung chân móng con đập Tam Hiệp, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình khóc sưng hết hai mắt. Hiện tại thì các cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn cấp tới người dân của nước này phải sơ tán gấp, nếu không thì sẽ bị nguy hiểm ập tới. Dự báo Trung Quốc trong ngày mai sẽ còn hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội nữa. Đó là theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết như vậy, và nếu điều này xảy ra thì khả năng là con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 97,5%, và khi đó thì toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện tên Trung Quốc trên bản đồ nữa, và đây không biết là tin vui hay buồn cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc.
Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Và theo như tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới ghi nhận được thì đỉnh lũ số 2 đang xuất hiện trên con đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia, khiến cho mực nước tại đây đã vượt mức cảnh báo cao. Nước mưa liên tục trút xuống trong những ngày vừa qua đã làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ ở mức cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng và nếu không tự phá bỏ thì nó sẽ gây ra thảm họa và cực kỳ tàn khốc cho người dân Trung Quốc. Các khối bê tông con đập Tam Hiệp được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Và nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới thì lượng nước trong hồ nhiều sẽ khiến cho con đập nổ tung như một quả bom, khiến cho hàng triệu hàng tỷ người dân của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Dự báo có ít nhất khoảng tầm 800 triệu người dân trên 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sẽ chìm dưới biển nước như là một ngày tận thế và các thành phố, các cao ốc, xí nghiệp, nhà máy, vật dụng và rất nhiều những thứ khác cũng sẽ bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông. Gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc sẽ ngập trong biển nước và đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây là lý do vì sao mà ngày hôm qua, ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép và 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này, tránh ra những hậu quả thảm khốc xảy ra trong vài ngày tới. Hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp đã được di tản khẩn cấp ngay trong đêm lên các đỉnh núi cao, hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Tình trạng 28 tỉnh thành phía Nam dọc theo con sông Dương Tử đang báo động đỏ, báo động khẩn cấp ở mức cao nhất. Trung Quốc đang trải qua những giờ phút rất cam go, bỏ ngàn cân treo sợi tóc. Được biết là mọi nguồn tin từ trang mạng xã hội đều bị chính quyền. Được biết là mọi nguồn tin trên mạng xã hội đều bị chính quyền của ông Tập Cận Bình chặn lại, không cho bất cứ một thông tin nào ra ngoài. Theo lệnh từ chính quyền thì bất cứ ai phát tin sẽ bị bắt ngay lập tức. Thưa quý vị, chính quyền của ông Tập được cho là đã mất ăn mất ngủ suốt hơn một tháng vừa qua khi mưa lũ, lũ lụt, động đất, sạt lở liên tục tàn phá Trung Quốc. Ông trời và mẹ thiên nhiên dội xuống đầu chính quyền của ông Tập quá khủng khiếp và tàn khốc, khiến cho chính quyền của ông ta không kịp trở tay để bây giờ phải quyết định phá vỡ con đập Tam Hiệp trước khi nó tự vỡ. Đây được cho là một công trình đập lớn nhất thế giới và gây ra nhiều tranh cãi từ khi nó được khởi công xây dựng cho tới nay. Và bây giờ, đứng trước nguy cơ tự tay phá vỡ con đập này thì cũng là kết quả của sự tàn ác, nham hiểm và độc quyền độc đoán mà chính quyền của ông Tập đã gây ra cho thế giới trong thời gian vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên chính quyền của ông Tập Cận Bình vì những tội ác mà ông gây ra. Chính quyền của ông ta đã đi ngược lại với thiên nhiên khi cho những hành động tàn phá rừng, phá núi hoặc là hủy hoại con sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang để xây con đập Tam Hiệp, khống chế thiên nhiên, khống chế nước để bây giờ phải oằn mình chống lại sự nổi dậy trừng phạt của ông trời và mẹ thiên nhiên. Điều này đã xảy ra và cũng là cái kết rất đúng với cả quy luật sinh tồn. Thưa quý vị, có một nguồn tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được gây hoang mang, đó là vào 18 giờ chiều ngày hôm qua, tại thủ đô Bắc Kinh đã xuất hiện hàng ngàn con quạ đen bay khắp bầu trời, vừa bay vừa kêu lên những âm thanh nghe rất thảm thiết như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra đối với Trung Quốc. Từ quảng trường Thiên An Môn đến Tử Cấm Thành, hàng ngàn con quạ gây náo loạn bầu trời. Vậy trong Trung Quốc sắp có điểm báo chẳng lành gì chăng? Ông trời báo hiệu Trung Quốc sắp đón một thảm họa khủng khiếp được báo trước. Kể từ đầu tháng 6 thì mưa lớn khắp các tỉnh phía Nam của Trung Quốc khiến cho 1/2 đất nước của Trung Hoa chìm trong biển nước. Người dân thì sống trong cảnh lầm than, màn trời chiếu đất, hàng triệu người đã thiệt mạng, ngôi nhà đã bị nước cuốn trôi, hàng triệu hecta hoa màu bị tàn phá, hàng triệu triệu người dân phải di tản đi khắp nơi để tránh lũ lụt, động đất sạt lở. Nước từ trên cao đổ xuống như sóng thần, cuốn trôi mọi thứ từ ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện đều bị cuốn trôi hết ra ngoài biển Đông. Sau tất cả những gì đang xảy ra thì không biết chính quyền của ông Tập có nhận ra những lỗi lầm của mình để nhận thức thay đổi hay không? Liệu rằng ông ta còn tham lam độc đoán, độc quyền, gây khổ, gây hấn đánh nhau với cả các nước xung quanh mình nữa hay không? Thưa quý vị, đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời với bản chất độc tài, tham lam và muốn thâu tóm tất cả các nước trên thế giới. Hòng chiếm đất đai và biển cả, tài nguyên của các nước khác thì chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bất chấp để làm điều đó. Mới đây thì ông ta còn điều hàng ngàn xe tăng, xe quân sự ra vùng biên giới Trung Ấn và Trung Triều Tiên nhằm gây hấn nhằm chiếm được dãy núi Himalaya ở một trong những dãy núi nổi tiếng nhất trong thế giới, khiến cho tình hình hết sức căng thẳng. Ông ta còn đem tàu chiến, đem rất nhiều tên lửa, máy bay ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật nhằm khống chế khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông ta tự công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Trung Quốc, tự xây dựng trái phép quần đảo nhân tạo trên lãnh thổ của các nước trong khu vực để đặt các căn cứ quân sự hòng o ép các nước, và đây chính là tội ác mà ông ta đang gây ra cho nhân loại.
Và chính vì những tội lỗi đó thì bây giờ mẹ thiên nhiên, trời và đất cũng như là đấng tối cao, Đức Chúa Trời đã ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới. Hiện tại thì Trung Quốc đang bị ngập lụt rất nhiều. Tuy nhiên thì trên thế giới không một ai và cũng không có một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc. Không phải là các nước không muốn cứu giúp người dân của Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập được cho là đã làm mất hết lòng tin đối với cả cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà các nước đang quay lưng lại với Bắc Kinh. Hiện tại thì chính quyền của ông Tập không còn lòng tin với cả cộng đồng. Người ta nói rằng thời vận của Trung Quốc đang lụi tàn theo năm tháng, và tất cả điều đó đều nói rằng Trung Quốc đã và đang bị tẩy chay khắp mọi nơi, và nếu như không thay đổi sống tốt lên mà còn sống tham lam nguy hiểm và muốn đi ăn cướp lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị nhân quả báo ứng và sẽ bị quả báo. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tại Vũ Hán xuất hiện hiện tượng bị thấm nước sông đã vượt quá cảnh báo tới 2 mét, trong khi một đỉnh lũ mới dự báo là sắp ập tới. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã ra thông báo do mưa lớn, dòng chảy chính của thượng nguồn sông Dương Tử và khu vực đập Tam Hiệp tăng đáng kể, lưu lượng hồ chứa tăng nhanh lên tới 58 mét khối trên giây. Đây là một trong những lưu lượng lớn nhất trên thế giới và nó có thể nhấn chìm tất cả toàn bộ các tỉnh thành xung quanh con đập Tam Hiệp. Và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm nếu như Trung Quốc xảy ra một tới hai trận động đất, sóng thần nữa. Thưa quý vị, thông điệp về trận lũ số 2 của sông Dương Tử trong năm nay có nghĩa là hạ lưu sẽ có thể gặp một thảm họa lũ khác. Hiện tại thì khu vực Hồ Bà Dương đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nước ở thành phố Vũ Hán đã lên tới 27-37 mét, và tình trạng kiểm soát lũ ở tỉnh An Huy, nơi đang phải đối mặt với cả lũ lụt ở phía Nam cũng như phía Bắc, đang rất nghiêm trọng. Khi đạt tới mức kiểm soát lũ cao nhất thì chính quyền đã phải đưa ra cảnh báo đỏ và lũ lụt đang tiếp cận khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Trên trang web chính thức của Cục Quản lý Lưu vực Hồ Thái Hà, Bộ Tài nguyên nước ra thông báo cho biết mực nước tại Hồ Thái Hồ đã đạt 4,65 mét, mất đi kiểm soát lũ cao nhất trong lịch sử và cho thấy xu hướng tăng lên trong một vài ngày tới là rất cao. Cục phòng chống lũ ở Hồ Thái Hồ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp mức độ cảnh báo cao nhất và các tỉnh như Chiết Giang, Thượng Hải khả năng cao sẽ bị ngập lụt. Bộ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo rằng dòng nước chảy vào Hồ Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh lũ mới và nguy hiểm đang rình rập tới con đập này. Thưa quý vị, Hồ Thái Hồ được cho là rất rộng và rất sâu, độ sâu trung bình khoảng 2 mét trở lên, có những nơi lên tới 20 mét. Nước dễ vào nhưng không dễ thoát. Một khi Hồ Thái Hồ bị ngập trong các khu vực xung quanh như Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Hồ Châu và Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề nhất, và đây chính là nguyên nhân mà phía Trung Quốc đang rất lo lắng. Ông Vương Gia Bảo, giáo sư một trường đại học tài nguyên nổi tiếng ở Thượng Hải cho biết, nhiều khả năng cao nếu xảy ra đỉnh lũ số 2 thì con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ và các lực lượng chức năng phải hết sức đề phòng. Hôm qua thì hãng tin Reuters đưa tin các thành phố như Vũ Hán, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo đỏ cho mưa lớn và mực nước ở các con sông hồ đang tăng lên với mức độ chóng mặt. Thành phố Vũ Hán bên bờ có sông Dương Tử cảnh báo người dân nên đề phòng khi mực nước tăng lên nhanh chóng và đạt mức quá nguy hiểm so với mức an toàn. Hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi đang tích trữ nhiều nước lớn nhất của Trung Quốc, đang cố gắng giảm bớt lưu lượng gây ra rủi ro lũ lụt ở vùng hạ lưu, hiện đang có mức nước cao hơn 10 đến 12 mét so với mức cảnh báo. Và hồ chứa này đang chứa với lượng nước lên tới 60 tỷ mét khối, và đây là một trong những lượng nước lớn nhất thế giới, khi nó vỡ thì nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc. Hãng tin Reuters còn cho biết mực nước tại Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây cũng đang vượt mức cảnh báo đỏ tới 18 mét và nguy cơ xả ra vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi cho biết thì lượng mưa trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao ở thành phố Trung Quốc. Hiện tại thì động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất lớn. Mưa to, gió lớn kèm theo lũ quét và vòi rồng khủng long ập về, cuốn trôi máy phát điện đập Tam Hiệp khiến cho 800 triệu dân mất điện và đòi phá đập. Thưa quý vị, theo đài địa phương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại nước này vẫn đang căng như dây đàn. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 53, nhưng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục càn quét Trung Quốc, khiến cho lũ ở thượng nguồn vẫn ồ ạt đổ về 400 con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức báo động đỏ tới 1,6 mét. Đáng chú ý nhất là con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp. Lũ quét và vòi rồng khủng long hôm qua lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho một trạm phát điện của con đập lớn nhất thế giới đã bị cuốn trôi trong vòng chỉ chưa đầy 3 phút, làm cho toàn bộ 16 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. 800 triệu người dân của Trung Quốc đã sống trong bóng tối, bầu trời thì liên tục xuất hiện những cơn mưa to âm mưu và đen tối. Báo hiệu một điều rằng mưa to đến rất to vẫn sẽ tiếp tục trút xuống Trung Quốc, làm cho những con đê không chịu được đành phải vỡ.
và khi nó vỡ thì mực nước của nó sẽ làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà, tivi, tủ lạnh, xe hơi, nhà lầu trôi lênh láng khắp nơi. Nhiều người dân của Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét, leo ra giăng lưới để vớt ô tô, chờ cho lũ xuống để đem đi sửa chữa kiếm lời. Và nếu như ai mua phải những chiếc xe ô tô này thì sẽ rất nhanh bị hỏng. Vì thế chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát cho rằng các nước xung quanh Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với Bắc Kinh, nhất là Việt Nam ở ngay bên cạnh Trung Quốc. Đừng có nhập những chiếc xe mông má của nước này, không được tham đồ rẻ tiền của Trung Quốc, nếu không sẽ gặp phải những cú lừa không thường tiếc. Các chuyên gia cho rằng xe ô tô mà đã bị ngập trong nước thì chỉ có vứt đi hoặc có đi được thì nó cũng hay bị trục trặc và hỏng hóc. Ngoài ra thì những chiếc tivi, tủ lạnh, đồ cầm điện, lũ cuốn trôi cũng được người dân của Trung Quốc vớt lên, đem đi chế tạo lại rồi bán sang Việt Nam. Vì thế Việt Nam nhất định sẽ không được nhập những mặt hàng kém chất lượng, nếu không sẽ bị phía Trung Quốc lừa gạt. Thưa quý vị, hôm qua truyền thông của Trung Quốc cho biết lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, làm nước dâng lên cao và nguy hiểm đến chính con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới này. Truyền thông của Trung Quốc cho biết, trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến cho mực nước tại hồ chứa đạt 164,18m, cao nhất từ khi đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, đón trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang khiến cho dòng nước lũ đã đổ về hồ chứa đập với lưu lượng đạt khoảng 61.000m3 trên giây. Hồ chứa đập Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000m3 trên giây lúc 10 giờ sáng và 55.000m3 trên giây vào 20 giờ cùng ngày. Nhưng lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp đã lên tới 61.000m3 trên giây. Đây là một lưu lượng nước kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc ghi nhận và nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp, khiến cho một trạm phát điện bị cuốn trôi và hàng trăm ngôi nhà đã chìm trong bóng tối. Tất cả 8 tỉnh thành xung quanh đã bị mất điện. Thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp MEN của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc và Hồ Nam khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ cũng ảnh hưởng nặng nề tới Trung Quốc khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 65 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ tháng 6 tới bây giờ và nước trên nhiều con sông ở khu vực này đã vượt qua mức báo động đỏ từ 2 đến 12 mét. Đây là một mức báo động kỷ lục và gây ra hiểm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ nhưng đến hiện tại thì con đập vẫn chưa vỡ. Các thông tin trên mạng nói con đập vỡ thì hoàn toàn không chính xác. Thưa quý vị, theo hãng CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng CNN của Mỹ cho biết, mùa hè năm 2021, hàng triệu người trên khắp đất nước của Trung Quốc ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả, gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố và làng mạc tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn đã vùi dập 28 trên 31 tỉnh kể từ tháng 6, ảnh hưởng tới 37 triệu người dân và khiến cho 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ. Để so sánh trận Đại Hồng Thủy năm 1993 dọc theo sông Mississippi và các nhánh sông của nó, một trong những trận lũ kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ đã khiến cho hơn 50 người chết và 54.000 người đã phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1/100 so với lũ lụt tại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Lũ lụt ở Trung Quốc đã bắt đầu ở miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước này, bao gồm cả Giang Tây, phía Đông, tỉnh An Huy ở phía Nam và tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung. Ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ được nâng lên mức cảnh báo cao nhất tại một số nơi trong lịch sử. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước của 435 con sông vượt mức báo động kể từ tháng 6, trong đó có 33 con sông đã đạt mức kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp, tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, đê sông đã bị vỡ, nhà cửa đã bị phá hủy, gợi ký ức ám ảnh về trận lụt lịch sử năm 1998 khiến cho hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người mất nhà cửa. Ngay tới đây thì chắc hẳn là sẽ có rất nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy. Thưa quý vị, tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trung Quốc gần như ngày nào cũng có lũ lụt, sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi của con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường ở một số nơi. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với khí hậu lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong lưu vực sông Dương Tử. Một số là
Một số lý do khác là sự nóng lên toàn cầu. Theo một chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan đơn này là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Nhưng xét trong một thời gian dài thì rõ ràng sự nóng lên toàn cầu đã dẫn đến sự gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian vừa qua ở Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc năm 2019, năm 1961 đến năm 2018 đã có sự gia tăng về hiện tượng mưa cực lớn ở Trung Quốc và kể từ năm 1990, tần suất mưa cực lớn đã tăng lên đáng kể. Trong 60 năm qua thì số ngày mưa lớn đã tăng tới 5,9% mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi của con người cũng góp phần vào mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc, như chặt phá rừng bừa bãi, không chịu trồng cây và liên tục xuất hiện những con đập thủy lợi để chắn nước, hòng tích trữ điện năng và gây ra thảm họa cho đất nước Trung Quốc cũng như các nước xung quanh. Hiện tại dòng nước sông Mekong đã ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng và khởi công tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Chất lượng và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây đập trên các con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích hồ Bà Dương. Hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc. Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xảy ra và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả khu vực thượng lưu và hạ lưu của con sông Dương Tử, gây ra ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới và nếu như nó bị vỡ, 2/3 của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá hay và rất sốc đối với những ai theo dõi lũ lụt lịch sử của Trung Quốc. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của nước này cho biết, kể từ khi thành lập nước vào năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã trải qua hai trận lũ lịch sử. Lần thứ nhất là vào mùa hè năm 1954, dạt theo con sông Dương Tử khiến cho hơn 30.000 người chết và 18 triệu người bị ảnh hưởng. Năm 1954, hiện con sông Dương Tử chưa có con đập Tam Hiệp nhưng lũ lụt đã xảy ra một cách hết sức kinh hoàng. Trận lũ khác khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ đó là vào năm 1998, cũng dọc theo con sông Dương Tử nhưng ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc, đó là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây với 3.719 người chết, 15 triệu người mất nhà và thiệt hại kinh tế lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc ông Nen Chun đã nhận xét lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn của sông Dương Tử như hồi năm 1949. Vào năm 1998, trận lũ lụt lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc đã tác động lên toàn bộ khu vực sông Dương Tử. Song, mưa năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu sông, vì thế khu vực bị ảnh hưởng được cho là nhỏ so với mọi năm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lớn và mưa cực đoan sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới, vì thế các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác đề phòng lũ lụt, lũ quét và sạt lở, nhất là con đập Tam Hiệp, khả năng cao sẽ bị vỡ nứt. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Daily China cho biết, thần sấm và thần sét đang chút giận đùng đùng đánh sập mạng lưới điện một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây. Trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt khóc nức nở, nhưng mặt khác, chính quyền của ông đang bí mật cho tàu tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với tất cả các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm thần sét nổi dậy, trừng phạt Trung Quốc, đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 57 đen tối và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay giờ địa phương, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi mục điểm tin dự báo thời tiết. Và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo là vẫn còn tiếp tục dồn dập đổ xuống 29 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới, đặc biệt là sẽ nhiều hơn vào những ngày 28, 29, 30 và 31 tháng 7 năm 2021. Làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của các thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm. Có những nơi, vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cảnh báo lên mức độ đỏ, mức độ cảnh báo cao nhất. Lũ ống và lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện của quốc gia này bị đánh sập.
toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ ráng được 15 phút, sau đó cả quảng trường Tiananmen cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người vì sấm sét. Mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Và nhiều ý kiến cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta, và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ và Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên gia nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm 2021 mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. 5 tháng đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành ở thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành phố khác của Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh phải lao đao, và Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng chú ý ở đây là phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 mà Trung Quốc đã lây lan ra nhiều nước trên thế giới. Còn từ đầu tháng 6 đến bây giờ thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc, khiến thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu xảy ra thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông, uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ, đánh nhau với một số nước khu biên giới. Những điều bỉ ổi, xấu xa của phía Trung Quốc không biết là những tháng cuối năm Trung Quốc phải sống ra sao. Bởi nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nết, nhiều khả năng 6 tháng cuối năm Trung Quốc sẽ bị lụi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý lớn ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây, tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc. Bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây ra cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Ông ta hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ, ủng hộ cho Trung Quốc sẽ được dùng 100% số tiền đó dành cho việc cứu trợ, cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam, tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra, ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và sẽ được hạ thủy vào năm 2022. Số tiền này lấy đâu ra? Số tiền này chính là ông trích từ quỹ mà những nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những dòng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt, mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân sự của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về phía mưa lũ của Trung Quốc khi tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc, vào rạng sáng ngày hôm nay đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng lớn nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử năm 2021. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm vừa qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Hiệp từng chứng kiến. Ba cổng xả lũ của con đập Tam Hiệp được mở vào rạng sáng ngày hôm kia nhưng vẫn không đủ cho lưu lượng nước tràn vào. Vì thế, vào đêm ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập này đang mở là 7 cửa và nó đang hoạt động hết công suất trong 24 ngày đêm, nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy tránh bị ngập lụt nặng.
bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị nhấn chìm trong mực nước tới 3-4 mét. Và hôm qua, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi được biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm một số làng mạc cũng như ngôi nhà. Hiện thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề, có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, tivi đã bị trôi lênh láng ra ngoài sông Dương Tử và một người dân đã chấp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó, cùng ngày, Ủy ban sông Hoài Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc, thuộc Bộ Tài nguyên nước này đã ra mức cảnh báo nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt từ 3 lên 4. Tức là mức báo động cao nhất, mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn tại dòng chảy Hoài Hà lên tới 27m lúc 6 giờ sáng. Và đó cũng là một trong những mực nước đáng báo động. Cục Thủy văn, Ủy ban sông Hoài Hà đã công bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km và là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa con sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm, sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau, nhưng thực chất nó là hai con sông tách biệt nhau. Thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng mạnh và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây. Vào tối ngày hôm kia, lưu lượng nước tại sông tăng lên chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập tam hiệp lên tới 99%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về lũ lụt ở Hà Giang và cái tin này được cho là một tin vui chưa từng có. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ ở Hà Giang đã chấm dứt và thời tiết ở Hà Giang đang nắng trở lại. Thời tiết được cho là rất đẹp, tuy nhiên tình hình mưa to và gió lớn ở Hà Giang đã làm ngập lụt một số nơi và tàn phá một số khu vực ở Hà Giang đang khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống của người dân. Xin nhắc lại, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa của nhân dân, công trình hạ tầng và ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là các huyện như Hoàng Sa Phi, Bắc Mê và đặc biệt là thành phố Hà Giang. Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm qua, mưa lũ đã chấm dứt và thời tiết đã trở nên đẹp trở lại với tỉnh này. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, mưa lũ đã chấm dứt hoàn toàn tại tỉnh Hà Giang và trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam. Thời tiết đang rất đẹp. Còn phía Trung Quốc, được dự báo là mưa lũ và gió giật vẫn âm ầm chút xuống trong những ngày tiếp theo. Điều này đã được Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết. Đợt mưa dông lớn ở miền Bắc đã kết thúc và nắng nóng đang quay trở lại. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc kể từ ngày hôm kia. Và nó được dự báo là sẽ còn tiếp tục trong một vài ngày tới, thậm chí là xuyên tháng 8. Vì thế sẽ không có xuất hiện mưa lũ như những ngày vừa qua. Còn phía Trung Quốc thì vẫn đang hứng chịu những trận mưa kinh hoàng và mực nước con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đang tăng cao. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình khẩn báo báo động thiên tai, bão lũ giật cấp 16 tại Trung Quốc, cuốn trôi sở chỉ huy thành phố Vũ Hán. Vì nước sông Dương Tử và hồ Bà Dương cùng hai con sông Mekong, Hoàng Hà tăng cao đột biến, đập tam hiệp khó chống đỡ được lũ. Và đứng trước tình hình khẩn cấp nói trên, vào rạng sáng ngày hôm nay, gần 3 vạn người dân của Trung Quốc đã định vượt biên trái phép sang Việt Nam để trú ẩn nhưng đã bị lực lượng biên phòng của Việt Nam đóng chặt cửa. Đồng thời ra tuyên bố cứng rắn, nếu bất kỳ một người Trung Quốc nào cố tình vượt biên trái phép sang đất của Việt Nam sẽ ngay lập tức bị bắt giữ và trục xuất tống khỏi quốc gia. Đồng thời ra tuyên bố cứng rắn rằng nếu bất cứ một người dân của Trung Quốc nào cố tình vượt biên trái phép sang đất của Việt Nam sẽ ngay lập tức bị bắt giữ và trục xuất tống khứ ra khỏi lãnh thổ của Việt Nam. Mục đích thứ nhất là để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 đang lây lan một cách hết sức phức tạp. Mục đích thứ hai là không cho người Trung Quốc tràn sang Việt Nam để quấy nhiễu, quấy phá, làm ảnh hưởng tới tình hình trong khu vực. Trước thái độ cứng rắn và quyết liệt của các lực lượng chức năng Việt Nam kể trên đã được nhiều bạn đọc tán dương, ủng hộ và nói rằng Việt Nam làm như vậy là hoàn toàn chính đáng. Có một điều cực kỳ nguy hiểm, đó là mặc dù tình hình mưa bão, lũ lụt, sấm chớp đùng đùng, đoành đoành đang hoành hành tại Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả, phát động cho hải quân của Bắc Kinh đưa trực thăng ném bom, mang theo nhiều tên lửa dẫn đường tiến ra ngoài quần đảo Phú Lâm gần sát với đảo Hoàng Sa để đe dọa các nước trong khu vực cũng như thách thức chủ quyền đối với các nước trên thế giới. Hành động trên của ông Tập đã bị người dân Trung Quốc liên tục phản đối vì họ cho rằng đất nước đang gặp lâm nguy, nhưng người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không lo cho dân mà đem quân đi gây hấn, gây chiến, gây gổ, đánh nhau với cả các nước trong khu vực.
Không những thế, những khoản tiền mà một số nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt cho nhân dân Trung Quốc, chính quyền của ông ta cũng đem đi tiêu xài, dùng vào việc đầu tư cho quân sự. Mặc cho hàng triệu người dân của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất và sống trong cảnh thiếu lương thực lầm than và thiếu thuốc men như bệnh tật. Thưa quý vị, theo thông tin từ một đài phát thanh thành phố An Huy của Trung Quốc cho biết, vào lúc 4 giờ 30 phút giờ địa phương rạng sáng ngày hôm nay, Ban Quản lý con đập Tam Hiệp cấp báo do mưa lớn trong suốt 58 ngày đêm vừa qua đã rút hàng tỷ mét khối nước từ trên trời rơi xuống. Trung Quốc. Cho nên, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cũng như nhiều con sông của Trung Quốc dâng cao chưa từng có trong lịch sử. Cùng với đó, lũ ống, lũ quét, động đất ở thượng nguồn đổ về khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Và đứng trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cho phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu 3 thành phố Vũ Hán, An Huy và Hồ Nam, cũng như khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cố Trấn. Kính thưa quý vị, cổ nhân có câu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Quả thật điều đó đang hoàn toàn ứng nghiệm đối với hoàn cảnh của Trung Quốc hiện nay. Khi nhiều tai ương, dịch bệnh, thiên tai và nhiều vấn đề khác liên tục giáng xuống chính quyền ông Tập Cận Bình. Điều đó đã khiến cho nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Trùng Khánh, nhất là thủ đô Bắc Kinh, rơi vào một tình cảnh thật là tồi tệ trong lịch sử, một cách dồn dập và liên tục. Họa này chưa hết thì họa kia lại đến, và đứng trước muôn vàn quả đấm như thế, chính quyền của ông Tập Cận Bình có dám đương đầu hay không, hay là rụt cổ né tránh? Điều đó chúng ta cần phải chờ đến hồi kết mới có thể thấy được. Tuy nhiên, trước mắt, chúng ta thấy rằng Bắc Kinh vẫn đang rất ngông cuồng, hống hách bởi vì họ vẫn đang lộng hành ngoài Biển Đông, bất chấp mưa lũ đang nhấn chìm 28 tỉnh thành của Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng khi vào sáng ngày hôm nay, chúng tôi mới thu thập được một thông tin từ tờ Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết. Trung tâm Cứu trợ Cứu nạn Hạn hán và Kiểm soát Lũ lụt con sông Dương Tử thông báo rằng, mực nước đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, con sông được cho là dài nhất Trung Quốc, vào tối ngày hôm kia đã vượt mức báo động từ 3 tới 3,5 mét. Trong khi đó, mưa vẫn đang tiếp tục trút xuống vùng thượng nguồn. Con sông này khiến 7 cửa xả lũ hoạt động hết công suất. Và chính vì việc xả lũ gấp như thế này đã nhấn chìm 1.679 ngôi nhà và vùng hạ lưu sông Dương Tử. Nhiều xe hơi, nhà cửa bị cuốn trôi, hàng triệu người dân đang phải sơ tán gấp rút trong đêm. Tuy nhiên, họ không biết đi đâu về đâu bởi vì chính quyền ông Tập không lo cho người dân nơi trú ẩn mà còn đang mải mê đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ, lãnh hải của một số nước khác. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết thêm, nước lũ dồn dập đổ về những hồ chứa có nơi lên tới 60.000 mét khối trên giây. Tương đương với khoảng 10 phút thì nước lũ có thể lấp đầy cả một hồ Tây rộng lớn của Hà Nội. Theo các nhà quan sát cho biết, đây là lần thứ 3 mực nước dâng cao tới mức độ vượt cảnh báo đỏ tới 3 mét. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, từ nay đến hết tháng 7, Trung Quốc vẫn còn xuất hiện thêm 3 trận mưa to đến rất to và mỗi trận sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng. Và nếu như công tác phòng chống lũ lụt không được đẩy lên cao thì nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Và con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ lên tới 99,8%. Và khi con đập này vỡ, tất cả 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị vùi lấp trong biển lũ và toàn bộ tài sản cũng như là vật chất của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Khi đó, trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và đây chính là thời khắc lụi tàn của Đảng Cộng sản ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những dư ngôn và dự báo của các nhà tiên tri trong và ngoài nước Trung Quốc cuối năm 2020 đã dự báo rằng năm 2021, Trung Quốc sẽ gánh chịu nhiều hậu quả đau thương do thiên nhiên cũng như dịch bệnh gây ra. Điều đó hoàn toàn ứng nghiệm khi 5 tháng đầu năm, dịch bệnh COVID-19 hoành hành tại thành phố Vũ Hán cũng như 31 tỉnh thành của Trung Quốc, làm cho Trung Quốc bị lụi tàn về kinh tế xuống thấp nhất trong lịch sử 100 năm vừa qua. Đến giữa tháng 5, dịch bệnh COVID-19 tưởng chừng như đã được khống chế ở thành phố Vũ Hán cũng như 31 tỉnh thành phố khác của Trung Quốc và đời sống của nhân dân Bắc Kinh được quay trở lại với nhịp sống bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ diễn ra được một tuần thì mưa lũ, mưa to liên tục ập xuống 28 tỉnh thành phố của Trung Quốc và bây giờ cộng thêm động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng và sấm sét đùng đùng liên tục ập xuống phía Trung Quốc khiến cho nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc bị ngập sâu tới 9 đến 10 mét, có nơi chúng ngập tới 15 mét. Làm cho đời sống của nhân dân bị đảo lộn và tất cả những nguyên nhân này đều do một điềm báo là những con quạ đen bay khắp bầu trời thủ đô Bắc Kinh. Bây giờ ngồi ngẫm lại mới thấy rằng những lời dự ngôn và những lời tiên đoán của các nhà tiên tri là rất chính xác. Thưa quý vị, các nhà tiên tri năm 2009 còn ra một dự báo thông báo rằng nếu như chính quyền của ông Tập không thay tính đổi nết mà vẫn giữ nguyên cái thói hung tàn, bạo ngược,
tham lam vô độ, thì từ tháng 7 đến cuối năm 2021, Trung Quốc còn gánh chịu nhiều đau thương hơn nữa, không chỉ do mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời giáng xuống, mà còn do dịch bệnh, một dịch bệnh khác với cả dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục hoành hành tại một số khu vực và tỉnh thành của Trung Quốc, khiến cho đất nước của Trung Quốc lâm vào tình cảnh hết sức tồi tệ. Có một điều bí hiểm, đó là dịch bệnh mà các nhà tiên tri dự đoán ở đây còn được cho là trầm trọng và nguy hiểm hơn cả dịch bệnh COVID-19. Nhưng đến bây giờ, mọi người vẫn chưa biết dịch bệnh đó là gì. Và nếu như Trung Quốc muốn yên ổn và sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thì tốt nhất chính quyền của ông Tập Cận Bình nên ngừng ngay những cái thói hung tàn bạo ngược với cả một số nước trong khu vực, đặc biệt là đối với Việt Nam ngay lập tức. Nếu không, những đòn đau thương sẽ tiếp tục giáng xuống Bắc Kinh và khi đó toàn bộ Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Kính thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Mỹ mang tên BBC News, rạng sáng ngày hôm nay cho biết, mặc dù mưa lũ đang càn quét phía Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn cho diễn tập bắn đạn thật, ném bom và phóng tên lửa ngoài khơi Biển Đông, sát với vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Tờ báo của Mỹ nói rằng, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc qua thông báo, cuộc diễn tập tấn công mục tiêu bắn đạn thật, phóng tên lửa và ném bom sẽ diễn ra ở vùng phía Tây bán đảo Lôi Châu, sát với quần đảo Phú Lâm. Đây được cho là một hành động gây ra rất nhiều nguy hiểm cho Biển Đông cũng như một số nước trong khu vực. Tờ báo của Mỹ miêu tả chi tiết như sau. Bán đảo Lôi Châu nằm ở cực nam của tỉnh Quảng Đông, phía Tây hướng ra vịnh Bắc Bộ, phía Đông hướng ra Biển Đông. Cục Hải sự Bắc Hải của Trung Quốc cũng đã ra thông báo hai cuộc diễn tập quân sự sẽ được tổ chức ở vịnh Bắc Bộ này. Bất chấp lũ quét đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc, theo thông báo, lực lượng trên không chiến khu miền Nam của Trung Quốc nói rằng cuộc diễn tập đang tiến hành ở hai giai đoạn và bao phủ trên một khu vực rộng lớn bán kính khoảng 8 km. Cũng theo thông báo, các loại đại bác, công phá, tên lửa, bom mìn sẽ được mang ra để diễn tập. Theo các chuyên gia quân sự của Mỹ cho biết, cuộc diễn tập của Trung Quốc mang hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội Bắc Kinh. Mục đích thứ hai là chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gửi gắm cho cả thế giới biết rằng mưa to, bão tố, động đất, lũ quét, sạt lở không làm ảnh hưởng gì tới người dân của Trung Quốc cũng như quân đội của Bắc Kinh. Hiện tại thì đất nước Trung Quốc vẫn đang rất ổn và họ chứng tỏ rằng quân đội của họ đang rất hùng mạnh. Mặt khác, chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gửi một lời thách đấu với các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ tại khu vực Biển Đông. Được biết, từ vào hồi tháng 5, tờ báo Tokyo News của Nhật Bản cũng loan tin quân đội của Trung Quốc có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận đổ bộ với quy mô lớn gần nhất. Tờ báo Tokyo News của Nhật Bản cũng loan tin quân đội của Trung Quốc có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận đổ bộ với quy mô lớn gần với quần đảo Hải Nam và sát với quần đảo Phú Lâm ở ngoài khơi Biển Đông, nhằm thể hiện sức mạnh quân đội quật cường của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực. Trước đó, tờ báo Tokyo của Nhật còn cho biết, vào đầu tuần trước, lực lượng trên không thuộc chiến khu miền Nam của Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật và phóng rất nhiều tên lửa, ngang nhiên điều máy bay, tiêm kích, ném bom H-7 và chiến đấu cơ J-11 quanh quần đảo Phú Lâm sát với quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hành động nguy hiểm trên của Trung Quốc đã bị nhiều nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên thế giới lên tiếng chỉ trích. Họ nói rằng trong nước thì lũ lụt, không lo cho dân chúng. Họ vẫn đang tỏ ra là một cường quốc lớn mạnh đi gây hấn, bắt nạt ngoài Biển Đông và khu vực biên giới giữa Trung Quốc, Triều Tiên và Ấn Độ. Điều đó cho thấy rằng lòng tham của chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị ăn vào máu mủ và không thể nào gột sạch hết trong một sớm một chiều. Giới chuyên gia Trung Quốc phủ nhận thông tin cho rằng các con đập như Tam Hiệp có liên quan trực tiếp đến lũ lụt tồi tệ ở Hà Nam. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ thông tin từ truyền thông nước ngoài rằng những trận mưa như chút và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc là do hoạt động xây dựng đập tràn lan. Các chuyên gia Trung Quốc khẳng định những con đập này đóng vai trò trong việc chống lại thảm họa nước. Các chuyên gia cho biết, điều mà mọi người nên rút ra bài học từ lũ lụt là nhận thức sự biến đổi của thiên nhiên cùng với các phương tiện nhân tạo để đối phó với những tình huống khắc nghiệt. Khi Hà Nam báo cáo ít nhất 25 người chết trong trận mưa và lũ lụt chưa từng có hôm 20 tháng 7, một hãng tin nước ngoài đưa tin một con đập bị vỡ ở Lạc Dương và nói rằng mối đe dọa lũ lụt gia tăng ở Trung Quốc là do việc xây dựng các con đập và đê, cắt đứt kết nối giữa con sông, hồ lân cận cùng với vùng ngập lũ lụt thu hút nước vào mùa hè. Các chuyên gia mà Hoàn Cầu Thời báo tiếp cận cho biết việc xây đập và mối đe dọa lũ lụt ngày càng nghiêm trọng, không có mối liên hệ trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp này của Hà Nam, lũ lụt giống như một hành động đột ngột của tự nhiên. Fu Yongfu, giáo sư Đại học Hà Hải, nói rằng truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề vì trên thực tế, việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực. Theo giáo sư Fu, hầu hết quốc gia đều xây đập, giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai. Vì vậy, không nên loại bỏ việc xây đập vì một thảm họa hiếm gặp.
do mưa lớn chưa từng có, cơ quan cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Hà Nam và triển khai công tác cứu hộ ứng phó khẩn cấp cấp độ 3. Khoảng 849 người được giải cứu. Lũ lụt kỷ lục ở Hà Nam khiến 33 người chết, 8 người mất tích cùng hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh. Tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung Trung Quốc, trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử, nơi có đập Tam Hiệp. Mỗi lưu vực có 1.030 con sông với diện tích thoát nước ít nhất 50 km2. Chuyên gia cho biết lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình Hà Nam thấp và dễ bị tổn thương, và tốc độ đô thị hóa nhanh khiến cho mặt đất dễ nhiễm nước. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt, vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lịch sử như vậy. Ma Jun, giám đốc viện các vấn đề công cộng và môi trường có trụ sở ở Bắc Kinh, nói với Hoàn Cầu Thời báo hôm 21 tháng 7 rằng việc xây đập sẽ có một số tác động đến sinh thái và vùng ngập lụt, nhưng không liên quan trực tiếp đến lũ lụt. Còn giáo sư Phu cho hay, các dự án đập Trung Quốc thường thực hiện đền bù sinh thái, trong đó yêu cầu lưu lượng nước của các trạm thủy điện không được thấp hơn mức xả nước sinh thái bình thường, có nghĩa là nó có ít tác động đến sinh thái. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, các hồ tiếp giáp với sông và vùng ngập lũ là sức mạnh điều tiết của tự nhiên, trong khi con đập đại diện cho sự điều tiết nhân tạo và cả hai nên làm cùng nhau để kiểm soát lũ lụt. Mặc dù điều tiết nhân tạo có thể đóng vai trò nào đó, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ của thời tiết khắc nghiệt đột ngột, do đó không thể bỏ qua tầm quan trọng của điều tiết tự nhiên, mà dư nói. Ông giải thích rằng các con đập thường kết hợp nhiều chức năng, bao gồm sản xuất thủy điện, thủy lợi và du lịch. Sau trận lũ lụt thảm khốc năm 1998, Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương dần dần trả lại đất canh tác cho các hồ nhằm khôi phục khả năng điều tiết tự nhiên và ngăn chặn sự phát triển quá mức. Sau sự cố vỡ đập Bản Kiều năm 1975 dẫn đến sự cố vỡ 62 đập ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tăng cường thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý các đập. Các chuyên gia cho biết công nghệ và an toàn đập của Trung Quốc là đẳng cấp thế giới. Mưa to và lũ lụt đã tàn phá dữ dội tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, gây ra nhiều thiệt hại về người và của. Khu vực Bắc Lào cũng hứng chịu nhiều tổn thất về vật chất do mưa lũ, thiệt hại về người do đợt mưa lũ lịch sử xảy ra tại tỉnh Hà Nam. Miền Trung Trung Quốc vẫn chưa dừng lại, trong khi các trận mưa lớn vẫn tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương ở tỉnh này. Số liệu từ Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa công bố hôm nay 22 tháng 7 cho thấy, các trận mưa lớn chưa từng có trong vòng 60 năm qua liên tiếp xảy ra tại cái tỉnh này từ 16 tháng 7 đến nay đã khiến 33 người thiệt mạng, 8 người mất tích, hơn 3 triệu người tại 103 quận huyện trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng. Đến nay, Hà Nam đã phải di rời khẩn cấp 376.000 người khỏi khu vực nguy hiểm. 215.200 hecta cây trồng bị tàn phá, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên đến 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 187 triệu USD. Sáng nay, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo mưa màu vàng, mức báo động thứ 2 trong 4 cấp trên cả nước. Trong đó, một số tỉnh được dự báo có mưa to đến rất to như Hà Bắc, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam, Chiết Giang. Trong khi đó, Đài khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ, mức báo động cao nhất về mưa lớn. Giờ đây, không chỉ thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh này bị mưa lũ tàn phá, hoạt động địa phương khác như An Dương, Hạc Bích, Tân Hương, lượng mưa cũng đang đều ở mức báo động. Có nơi nghiêm trọng không kém Trịnh Châu. Trong đó, lượng mưa lớn nhất đo được tại thành phố Tân Hương có lúc lên tới 907mm. Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ ngày 19 tháng 7 đến 22 tháng 7, thành phố này đã có 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố tràn nước, khiến 58 xã bị ảnh hưởng. Hai trạm đo mực nước tại đây đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Tính đến 22 giờ 30 ngày 21 tháng 7 giờ địa phương, đã có hơn 470.000 người và hơn 55.000 hecta hoa màu tại thành phố này bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thành phố An Dương phải ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động, tất cả các cơ quan, doanh nghiệp làm việc tại nhà, ngoại trừ lực lượng cứu hộ và những người làm nhiệm vụ, tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe phải sơ tán vào nơi an toàn. Cùng lúc đó, các chuyên gia Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin từ truyền thông nước ngoài, cho rằng những trận mưa như chút và lũ lớn ở tỉnh Hà Nam là do hoạt động xây dựng tràn lan của các con đập. Theo các chuyên gia này, các con đập đang đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại thảm họa mưa lũ. Còn tại Lào, mưa to liên tục trong nhiều ngày qua, 18 đến 21 tháng 7, khiến nhiều tỉnh Bắc Lào bị ngập úng, gây thiệt hại về cơ sở vật chất cũng như các công trình thủy lợi. Theo đó, tại các tỉnh Luang Nam Tha, Luang Prabang và Po Keo, xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã làm mực nước các con sông dâng cao, gây ngập lụt diện tích hoa màu, ruộng lúa, khu dân cư và phá hủy nhiều công trình thủy lợi. Chính quyền tỉnh Luang Nam Tha cho biết, theo báo cáo bước đầu, mưa lũ đã gây thiệt hại cho hơn 40 hecta đất nông nghiệp bị ngập úng.
nhiều tuyến đường bị sạt lở và hơn 70 công trình thủy lợi bị hư hại. Ngoài ra, chính quyền tỉnh này cũng đã lên phương án di dời người dân ra khỏi vùng lũ trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài. Ngoài Luang Nam Tha, tỉnh Luang Prabang và Bo Kaeo cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ mưa lũ, khiến cho một số địa phương ở các tỉnh này bị cô lập hoàn toàn. Ngay sau khi ngập úng xảy ra, các lực lượng tại chỗ đã có mặt cùng người dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường xá. Trong các ngày 13 và 14 tháng 6 vừa qua, các tỉnh Sayayaburi, Siang Kuang và Vientiane cũng trải qua đợt lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng con người. Có thể nói, đặc trưng khí hậu của Lào từ giữa tháng 4 đến tháng 10 dương lịch là mùa mưa. Các tỉnh Bắc Lào thường xuyên xảy ra trận lũ quét, ngập lụt. Vì vậy, cơ quan khí tượng thủy văn của nước này thường xuyên khuyến cáo người dân cần thận trọng, đề nghị lũ lụt xảy ra bất ngờ trong mùa mưa lũ để đảm bảo tính mạng và tài sản. Nước lũ đã tràn vào một trạm tàu điện ngầm đông đúc ở Trung Quốc vào ngày hôm qua. Một số hành khách cố gắng chạy thoát thân trong khi số khác bị cô lập, phải bất lực trú tại các nơi đứng chờ tàu. Trong một toa tàu điện ngầm, nước đã tràn vào và dâng lên đến mắt cả chân, tới eo rồi đến cổ. Những hành khách sợ hãi đã cố vươn lên cao để thở, trong khi số khách thì nâng những người thấp hơn lên cao khi oxy bị thụt giảm. Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số hành khách chỉ có thể đứng trên ghế và bám lấy trần của toa khi nước lũ dâng cao. Một người đã cố gắng đập cửa sổ trước khi nhận ra rằng nước bên ngoài toa tàu còn cao hơn. Một số người đã quay video về thảm kịch, trong khi những người khác gọi người thân hay đăng tải thông điệp cầu cứu. Tôi không thể nói được nữa, một người phụ nữ đăng trên mạng xã hội Weibo. Nếu không có cứu hộ trong 20 phút tới, hàng trăm người như chúng tôi sẽ mất mạng. Tất cả chúng tôi đều đứng trên ghế và nước đã đến đầu gối. Một phụ nữ tên Lee nói với Ile Plan News, một số hành khách thấp hơn thì bị nước dâng lên đến cổ. Cô ấy nói phải cho biết thêm càng về sau thì oxy bắt đầu sụt giảm. Sau khoảng 1 giờ thì toa tàu bắt đầu chìm trong bóng tối và mức oxy lại sụt hơn nữa. Tôi rất sợ hãi, nhưng điều kinh hãi nhất không phải là nước mà là lượng oxy sụt giảm, một người nói với hãng tin Reuters. Sau vài giờ sợ hãi vẫn bất định, những nhân viên cứu hộ đã có thể tiếp cận toa tàu từ trần toa và kéo người ra ngoài. Chúng tôi gõ trên mặt kính một chút trên trần nhà và đột nhiên có không khí, một phụ nữ giấu tên phát biểu trên đài truyền hình nhà nước CCTV. Hàng trăm người cuối cùng đã được cứu sống tại đường hầm tàu điện ngầm bị ngập nước ở Trịnh Châu. Thành phố có 12 triệu dân, nằm bên bờ sông Hoàng Hà ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Nhưng ít nhất 12 người được cho là thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong thảm kịch này, xảy ra sau khi lượng mưa chỉ trong 3 ngày nhiều hơn trong một năm tại vùng này. Đây là thời điểm mùa mưa tại Trung Quốc và lũ lụt xuất hiện hàng năm. Tuy nhiên, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết hiện tượng ấm lên toàn cầu có thể khiến tình hình thêm nguy hiểm và cảnh báo thời tiết cực đoan có thể diễn biến thường xuyên hơn trong tương lai. Tại Hà Nam, ít nhất 25 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 người khác phải di tản. Một số tuyến đường chính trở thành sông, ô tô cùng các mảnh vỡ bị cuốn theo dòng nước. Các câu chuyện đau xót đến về thảm kịch tàu điện ngầm cùng nước lũ dâng cao khắp các tỉnh tiếp tục xuất hiện. Các nhân chứng mô tả sự sợ hãi và hoảng loạn. Lúc bắt đầu thì không có nhiều nước và sau đó nước bắt đầu xuất hiện ngay lập tức. Một phụ nữ tại trên toa tàu điện ngầm bị ngập nói trên trang tin Peer Video. Trong vòng khoảng 30 phút thì nước dâng lên đến vai, cô ấy nói, thật khó thở, nhiều người đã bị xỉu. Một phụ nữ giấu tên cho biết đã bị kẹt trên 4 giờ và bật khóc khi cuối cùng đã được giải cứu. Có rất nhiều nước tại các nơi đứng chờ tàu và nước chảy ra từ các khe cửa tàu điện ngầm. Một hành khách nói với trang Yupai News, tôi may mắn khi ở nhà, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sắp bị nước lũ cuốn. Wang Qian nói với BBC OS từ Trịnh Châu. Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang diễn ra trên khắp tỉnh Trịnh Châu, trong khi theo dự báo sẽ tiếp tục có mưa từ nay đến hết cuối tuần. Tất cả chúng tôi đều mong mọi tình hình sẽ sớm ổn, cô Wang cho biết. Chúng tôi rất sợ hãi. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng bão tố tiếp tục đổ bộ vào phía Trung Quốc khi hôm qua, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết cơn bão số 13 chưa tan thì cơn bão số 14 tiếp tục ập về phía Trung Quốc, mang theo một lượng mưa khổng lồ từ trên trời dội xuống, làm cho tất cả các cung đường của thủ đô Bắc Kinh bị phong tỏa. Những ngôi nhà cao từ 6 đến 7 tầng đều ngập chìm trong biển nước lũ. Bây giờ, đường xá thì biến thành sông, sông thì biến thành biển, người dân thì bị cô lập. Có thể nói rằng tình hình mưa bão phía Trung Quốc đang vô cùng căng thẳng và đây là một điều tồi tệ, đen tối đang xảy ra đối với cả Bắc Kinh. Nhiều người cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn đang tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ thế giới.
Kính thưa quý vị, theo tờ báo Thái Lan cho biết, thì tình hình mưa bão của Trung Quốc ngày càng tồi tệ hơn khi hôm nay là ngày thứ 36, Trung Quốc chưa biết tới ánh sáng của mặt trời. Mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành phía đông cùng phía nam của phía Trung Quốc, làm cho cuộc sống bị đảo lộn. Điện đường, trường trạm thì bị phong tỏa. Tất cả những khu tự trị thì bị ngập chìm trong lũ lụt. Cảnh báo sóng thần động đất xảy ra ở khắp mọi nơi, nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng tới siêu đập Tam Hiệp, là một trong những con đập lớn nhất của phía Trung Quốc, cũng là siêu đập lớn nhất thế giới. Nhưng bây giờ, siêu đập Tam Hiệp trở thành một trong những tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Khi mà bão chồng bão, mưa chồng mưa vẫn cứ tiếp tục xảy ra đối với cả phía Trung Quốc, đại lục. Thì theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, lượng mưa đo được tại nhiều tỉnh thành lên tới 500-600mm. Đây là một lượng mưa vô cùng lớn. Ước tính theo khoảng 1.000 năm nay, Trung Quốc mới phải đón nhận những trận mưa bão và lũ lụt tồi tệ như bây giờ. Người ta cho rằng ngày tàn của Trung Quốc đang đến rất gần bởi những tội lỗi mà phía Trung Quốc gây ra cho thế giới là không hề nhẹ. Giống như việc phía Trung Quốc đã cướp đi Biển Đông và phát tán ra dịch bệnh Covid-19, để bây giờ mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt bởi những trận mưa to gió lớn. Có một cái thông tin là vô cùng buồn cho phía Trung Quốc, khi cơn bão số 13, 14 chưa tan thì nhiều khả năng trong 3 ngày tới, Bắc Kinh phải đón nhận thêm một cơn bão số 15. Và đây là một trong những thông tin không vui cho chính quyền của ông Tập, nhưng lại là thông tin rất vui cho nhiều nước trên thế giới, bởi vì Trung Quốc đang dần mất đi lòng tin đối với cả cộng đồng trên hành tinh này. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng phía Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu là khó khăn khi mưa to, gió lớn liên tục đổ bộ vào Bắc Kinh trong vòng 36 ngày đêm qua. Vậy vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều mưa bão đến vậy, trong khi các nước xung quanh Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Singapore, Mông Cổ, Hàn Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, Nhật Bản không hề có một cơn bão nào? Thưa quý vị, như từ trước chúng tôi đã thông báo thì do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đang ra tay trừng phạt Trung Quốc, cho nên Trung Quốc gặp rất nhiều những điều nhân quả báo ứng như vậy là chuyện hiển nhiên mà thôi. Thảm họa mưa lũ đã cướp đi nhiều sinh mạng ở Trung Quốc, cảnh báo khí hậu đang có những diễn biến cực đoan trên hầu hết các tỉnh như Vũ Hán, Vân Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, và đây là một điều vô cùng tồi tệ. Trung Quốc thì nói rằng trận mưa lũ trong những ngày vừa qua đã xuất phát từ nhiều nguyên nhân và lý do. Tất cả là do phía chính phủ Bắc Kinh cho xây dựng hàng loạt những con đập chắn ngang qua sông Dương Tử, sông Hoàng Hà, sông Mê Công, sông Hồng, để bây giờ Trung Quốc phải gánh chịu một điều vô cùng tồi tệ. Đó chính là hậu quả do xây dựng tràn lan những con đập để chắn dòng nước, làm cho các vùng hạ lưu như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào gặp vô vàn những khó khăn tại vùng nước sông Mekong. Các chuyên gia Trung Quốc bác bỏ nhận định từ truyền thông nước ngoài rằng trận mưa lũ lớn ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam, Phúc Kiến, Hồ Bắc ngày hôm qua là do đập của phía Trung Quốc ngăn nước, còn phía Trung Quốc thì vẫn tin rằng họ làm là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng theo các chuyên gia thủy văn, thủy lợi và chuyên gia xây dựng hàng đầu trên thế giới cho biết, tất cả là do những chính sách sai trái của phía Trung Quốc gây ra. Đó là do xây dựng tràn lan, do chặt phá cây rừng và do thiết kế điện đường, trường trạm không được hài hòa. Chính vì vậy mà bây giờ thiên nhiên đang vùi dập Trung Quốc. Các chuyên gia nói rằng có nhiều nguyên nhân gây ra lũ lụt, ví dụ như địa hình ở tỉnh Phúc Kiến, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây là những vùng trũng thấp, có nhiều núi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong hệ thống thoát nước hiện nay ở Trung Quốc không được thiết kế cho những trận mưa chút nước nghiệt ngã trong những ngày vừa qua. Giám đốc Viện các vấn đề về môi trường ở Bắc Kinh nói rằng việc xây dựng các con đập sẽ có các vấn đề liên quan tới hệ sinh thái của Trung Quốc và làm cho hệ sinh thái này bị biến đổi. Các chuyên gia của phía Trung Quốc cho rằng trận mưa lũ ngàn năm có một xảy ra quá đột ngột nên các hệ thống hồ chứa không kịp phản ứng. Ngoài ra thì các con đập này mới xây xong nên không có khả năng phòng chống được lũ lụt. Chính vì vậy mà nó đã làm cho một lượng lớn nước ở thượng nguồn bị phá ra và làm cho Trung Quốc đại lục rơi vào cảnh ngập lụt trên diện rộng. Chính quyền của ông Tập Cận Bình thì không biết phải làm sao khi mà mưa to, gió lớn đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Kính thưa quý vị, còn một thông tin mà hôm nay chúng tôi mới cập nhật được từ tờ báo Bắc Kinh cũng có liên quan tới Trung Quốc, đó là căng thẳng ở vùng biên giới giữa Tây Tạng và nhiều nước trong khu vực, trong đó có Ấn Độ, cho nên chính quyền của ông Tập đang lên kế hoạch đầu tư 146 tỷ đô la Mỹ để xây dựng điện đường, trường trạm ở Tây Tạng. Được biết Tây Tạng là một trong những vùng núi cao nhất ở phía Trung Quốc, giáp danh với Ấn Độ, nơi đây thường xuyên xảy ra tranh chấp căng thẳng ở vùng biên giới, dẫn đến đụng độ giữa quân đội của Bắc Kinh và quân đội của New Delhi. Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 146 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở Tây Tạng, bao gồm các dự án cũ và mới, trong bối cảnh mà căng thẳng biên giới leo thang giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Các nguồn tin cho hay hôm qua, ông Tập đã đích thân lên vùng Tây Tạng để thăm nội chiến ở đây. Ông cho rằng sẽ dốc toàn lực cho quân đội và quốc phòng đầu tư tới 146 tỷ đô để xây dựng điện đường, trường trạm, xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong đó có xây dựng các căn cứ quân sự nhằm khống chế Trung Quốc và khống chế Ấn Độ.
Trong cuộc họp cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập đã ca ngợi những thành tựu và khen ngợi các quan chức ở Tây Tạng. Tuy nhiên, ông Tập cũng nói rằng cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa để làm giàu và tăng cường tinh thần đoàn kết trong khu vực để chống lại Ấn Độ, bởi trong một vài tuần tới, có nhiều khả năng đụng độ sẽ xảy ra. Tân Hoa Xã cũng đã dẫn lời ông Tập cho biết rằng một số dự án cơ sở hạ tầng lớn và các cơ sở công cộng được hoàn thành ở Tây Tạng là một trong những điều vô cùng tuyệt vời. Trong đó có tuyến đường sắt dài tới 10.000 km nối từ thành phố Tứ Xuyên tới Tây Tạng. Các nguồn tin cho biết kế hoạch về hạ tầng bao gồm việc hoàn thiện giữa các đường sắt nối Tây Tạng tới thành phố Nam Kinh, Bắc Kinh và Quảng Đông, Quảng Tây. Hãng Reuters cho hay Trung Quốc muốn đầu tư nhiều tiền vào Tây Tạng là để cho vùng này bớt căng thẳng với Ấn Độ. Trong vòng 100 năm vừa qua, vùng này liên tục xảy ra đụng độ giữa Ấn Độ và Bắc Kinh. Kính thưa quý vị, có một thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được ở Biển Đông. Đó là việc Trung Quốc liên tục gặp mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, bão chồng bão, lũ chồng lũ. Như Bắc Kinh, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn điều rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng, tên lửa, tàu chiến, máy bay, giàn khoan ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật. Mục đích của phía Trung Quốc là giương oai, thách thức các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới. Điều nguy hiểm đang diễn ra ở ngoài Biển Đông, đó là tàu hải cảnh của phía Trung Quốc cùng một dàn tàu hung dữ như tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu ngụy trang đánh cá lao ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật giữa lúc mà đại dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Rất nhiều nước đã lên tiếng về hành động của phía Trung Quốc khi cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng tình hình dịch bệnh ở khu vực Đông Nam Á để cưỡng đoạt Biển Đông. Nhiều người cho biết rằng hành động của phía Trung Quốc là đang đi ngược lại với những cam kết mà chính quyền ông Tập đã hứa với Liên Hợp Quốc rằng Trung Quốc sẽ đảm bảo giữ an ninh cho khu vực biển này. Nhưng thực tế thì vùng biển này đang bị phía Trung Quốc chiếm đóng và tất cả các thông tin liên quan tới tình hình mưa bão, lũ lụt, động đất, vỡ đê, vỡ đập, tình hình ở Biển Đông liên quan tới phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất.